Hello, xin chào cả nhà. Thì bây giờ mình đang đứng trước cổng của ngôi nhà úp ngược. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi vào trong nhà mọi người nhìn sơ. Cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Và mọi người đang chụp hình rất là nhiều. Cùng vào trong với mình xem trong đó có gì nha. Đây đây các bạn, đưa tay ra bãi bé cầm vé đi, nhét tiền cất vô đi. Đây, khi vào mua vé là phải đóng mộc gì nè. Đây đó, đây bán cho cái vé 40.000 rồi đóng mộc nữa. Tay bé đâu mộc đâu nè, đóng cái mộc, họ đóng cái mộc như thế này nè, lỡ có mất vé thì còn cái mộc. Ủa nè, sao mà đưa có mộc vé mà không có, con cất hình vé rồi, để cầm vô đi. Rồi chúng mình cùng đi vào. Khi mà bước vào á là phải mua vé ở cái anh này. Rồi mình cùng đi vào nha, mình đã mua vé rồi. Rồi mọi người cùng vào giúp mình với bảy mình. Đây, bảy mình đây. Cùng khám phá ngôi nhà úp ngược. Đây. Rồi, mình quay camera sau nha mọi người. Ủa, con muốn Dương nhìn nó xíu rồi ta. Thấy con Dương không? Vô đi. Hả? Hãy đứng vô đi. Đây, bây giờ mình chụp hình cho bảy mình nha. Đây là cái máy mình sẽ chụp hình. Một máy mình quay phim. Cái iPhone này thì nó chụp đẹp hơn. Hai, ba. Để con lui lui ra lấy cái tấm hình ngang. Hai ba bảy nhìn con nè. Hai ba rồi rồi đi vô bé ơi. Đi vào. Anh đem ở bé đi vào đó đi. Ê, mình cùng đi vào. Bây giờ mình đi lên cầu thang. Đầu tiên là mọi người phải để dép ở đây. Rồi, giờ mình bắt đầu đi lên. Chụp hình kìa. Mấy nhìn đây nè. Mấy đưa
tay lên vịn cho nó. Rồi. Rồi xong rồi. Cái tivi kìa, tìm người ngược lên. Nhìn từ cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài đây. Mày đứng nhìn ra cửa sổ đây con chụp một tấm. Thank you.
Mấy cái bếp này, mấy cái bếp này chụp hình cho mày. Đứng vô đây, mày đứng vô đi. Mày đứng vô đó đi con chụp. Mấy bé nó vậy. Đây 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 đây. À, đồng hồ đây để em lấy ra cho chị. Mày đứng vô đó đi. Đứng đỡ đúng không? Phía bên đó đó mấy cái bàn đó. Dạ. Mình đi xuống nha mọi người. CV trong đây. Để nó tối thì tranh thủ chụp màn trời. Rồi, bây giờ mình đi xuống đây. Xuống mang dép đi ra cây cầu vu. Cái gì cầu thang vô cực hả? Cầu thang gì? Cầu thang vô cực. Giờ mình chụp ngang đó chị. Mình mấy cái nó đẹp. Đó mở trên bãi. Bước em vòng ngoài này nè bác. Rồi cái thang đó đó, dắt này lên mây mới được. Cái này lên mây. Về lên mây chứ dắt này mất mây hết rồi. Bây giờ đi ra cầu thang vô cực. Thôi bé đi đi, con đi luôn mới quay phim được cả hai người. Thấy luôn. Ai bây giờ mình vô cầu thang vô cực nha mọi người. Tại cứ ngồi ngoài đi đâu có sao đâu. Chụp hình đâu mình đâu có em hình. Đâu có nội tàu ngoại vậy. 3, 7 chứ không bà nội tàu ngoại vậy đó hả? Bây giờ mình đi lên cầu thang vô cực. Rồi bé đi lên đi. Rồi đi về đây. Rồi quay xuống. Ủa đi đi. Con chụp hình đây.
Đây con đang dựng cái camera. Ôi. Mình kết thúc cây cầu thang vô cực này. Rồi. Ngồi đó đi rồi để chiếc lê lên chụp một cái đi rồi chỉ xuống rồi giờ rồi hả? Chiếc lê chụp một mình. Ủa, cao thế mẹ không dám lên. Để thôi đâu muốn lên muốn xuống. Em nói thiệt với chị á, chỉ cái chân đau thôi chứ em không có sợ đủ. Thôi chị sợ lắm. Mình đừng có nhìn xuống thì thôi. Cô chụp chung luôn không? Con bấm cho cô mấy cô. Mọi người ơi, bây giờ chuẩn bị đi ra. Ông giáo quỳ. Còn gọi là bông hương dương. Bông giả nha mọi người. Rồi ở phía ngoài này thì cái bàn này với cái cây này không có để ngược. Vô đây một lần nữa, giờ này trống rồi đó, mọi thứ đều ngược. Ôi cho mình con gấu bông đi. Ủa quá trời nhiều lắm rồi. Ôi, bởi lấy giúp con gấu đi. Bên này lấy tới đây. Wow, lấy được con gấu rồi. Chụp nha. Đó, bẫy đang dối lên đó. Đây, những cái chậu hoa ngược lại đây. Bây giờ mình chụp đây. 2, 3, bẫy nhìn lên cái chậu hoa đi. Nhìn lên chậu hoa. Rồi. Bây giờ phía bên này. Rồi nhìn lên chậu hoa nha. Rồi tới quay qua phía bên mấy con gấu bông mấy ơi. Bây giờ đúng rồi. 2, 3. Quá chừng ở trên lầu rồi. Bảy giới hai tay lên luôn, giới hai tay lên luôn, giới hai tay lên xem coi nó có khác lạ không. 1, 2, 3.
Rồi. Chụp chứ được ở trong nhà hả? Đây là bạn giá chị lần sau chị ghé. Bây giờ chị không có là chị vé em giả vé thì chị dạ bên em công ty không có bỏ vé nhưng mà tức là em chỉ giảm thôi. Đây là khu ở ngoài bán vé. Bye, mọi người, mình đi lấy xe.